Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn chi tiết công thức làm món chân gà rút xương sốt Thái. Và với công thức này mình nghĩ là ai ai cũng có thể là vào bếp và làm được món này. Thì để làm được món chân gà rút xương sốt Thái thật là ngon thì hôm nay mình có tìm mua được là 1 kg chân gà đã rút xương rồi. Như thế này ha các bạn. Tiếp theo nữa đó là tắc, gừng. Hôm nay mình sẽ kết hợp thêm với tiêu xanh để giúp cho cái phần nước sốt của mình sẽ thơm ngon hơn và đặc biệt hơn. Tiếp theo nữa đó là sả, ớt sừng. Bạn nào ăn cay được thì các bạn sử dụng ớt hiểm. Rồi, tiếp theo nữa đó là xoài. Hôm nay mình sẽ trộn với xoài. Đây là xoài sống nè các bạn. Không biết ở nơi các bạn như thế nào, nhưng mà ở quê mình, nơi mình ở thì gọi đây là xoài miên. Tức là cái trái xoài này nó có cái độ giòn, ngon nhưng mà nó không có bị quá chua. Tiếp theo sẽ là những nguyên liệu để mình làm nước sốt nha các bạn. Đầu tiên thì mình có chuẩn bị ở đây là nước mắm. Và mình dùng nước mắm với độ đạm là 35 độ đạm. Tức là nước mắm độ đạm, độ mặn cũng tương đối đó các bạn. Trường hợp mà nước mắm của các bạn nhạt hơn thì các bạn có thể là tùy ý các bạn tăng chỉnh sao cho nó phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn nha. Rồi tiếp theo nữa đó là đường. Hôm nay mình dùng ở đây là đường thốt nốt. Rồi ở nơi mình còn gọi đây là đường chảy đó các bạn. Đây là một dạng đường thốt nốt nhưng mà dạng nước nha, không phải là dạng thẻ. Thì các bạn dùng loại đường thốt nốt nào cũng được hết. Tiếp theo nữa đó là tương ớt. Hôm nay mình dùng là tương ớt Hàn Quốc thì nó sẽ ngon và có cái độ sánh hơn. Tương ớt Hàn Quốc là cái hộp nó như thế này nè các bạn. Các bạn có thể là tìm mua ở các siêu thị ha. Tiếp theo nữa đó là ớt bột Hàn Quốc. Mình dùng cái loại ít cay. Rồi đây là nước lọc. Rồi đây là rượu trắng. Rồi bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó để các bạn có thể là nắm rõ hơn về công thức cũng như là cái phần nguyên liệu và số lượng như thế nào. Cụ thể chi tiết mình sẽ ghi ở phần chú thích và mô tả, hoặc là mình ghi ở phần bình luận để các bạn có thể là vào đó các bạn xem lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món chân gà rút xương sốt Thái này nhé. Củ gừng các bạn sẽ sắc lát, các bạn cho vào đây để mình khử mùi hôi và mình luộc chân gà. Tiếp theo các bạn cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, cho vào đây 2 muỗng canh rượu trắng. Không có rượu thì các bạn sẽ thay thế bằng giấm. Các bạn cho vào đây 1 ít gốc sả đập dập, cắt khúc mình cho vào. Nước bắt đầu sôi, các bạn để mức lửa lớn và mình sẽ cho chân gà và mình luộc trong khoảng thời gian là 10 phút. Và thời gian sẽ được tính khi chân gà bắt đầu sôi bùng trở lại nha các bạn, là 10 phút ha. Trong thời gian mình chờ cho chân gà chín thì mình sẽ đi chuẩn bị 1 thau nước đá lạnh. Rồi đã hết 10 phút, bây giờ các bạn sẽ vớt chân gà. Các bạn sẽ rửa qua nước để cho nó sạch hết những cái bọt dơ nha các bạn. Đây mình luộc, các bạn thấy là cái nước nó đục lại như thế này luôn. Mình rửa qua nước nha, cho sạch bọt dơ nha các bạn. Và với cái cách luộc như thế này là chân gà nó sẽ được khử mùi hôi đó các bạn, tuyệt đối luôn. Do là có rượu nè, có gừng và sả, cũng như là muối nữa đó các bạn. Đây chân gà rút xương sau khi luộc xong là sẽ như thế này. Rồi đây là chân gà sau khi mình đã rửa sạch qua nước, sạch hết những bọt dơ. Bây giờ các bạn sẽ cho ngay lập tức vào trong thau nước đá lạnh để mình tạo cái độ giòn cho chân gà. Rồi trong thời gian các bạn ngâm chân gà trong nước đá lạnh như thế này, bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị nước sốt. Cho vào đây 1 muỗng vuông cà phê muối, cho nước vào. Các bạn sẽ cho tắt vào, các bạn ngâm trong khoảng thời gian là 7 phút. Sả các bạn sẽ cắt cắt xéo. Mình chỉ lấy phần non, phần già thì mình sẽ bỏ đi. Rồi tiếp theo là xoài, mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ cắt xoài. Rồi lúc này mình sẽ quay trở lại với tắc mình đã ngâm trong nước muối. Bây giờ mình sẽ đi rửa sạch hết các bạn.
các bạn sẽ vắt lấy 50ml nước cốt tắc. Tiếp theo các bạn sẽ cắt lát 10 quả tắc. Rồi các bạn sẽ loại bỏ đi hạt tắc. Rồi những nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn. Ở đây là 1 kg xoài, 1 kg xoài sống nè, hơi chua. Mình đã cắt miếng vuông con cờ. Tắc mình cắt lát 10 quả. Sả 4 cây mình sắc xéo. Ớt sừng 3 trái. Và đây là 8 gram tiêu xanh. Cũng như là 50ml nước cốt tắc. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu nước sốt. Đầu tiên các bạn sẽ cho vào đây 200g đường thốt nốt. Một chút nữa mình sẽ cho nước lọc vào chén để mình tráng hết cái lượng đường còn sót lại ha. Rồi các bạn cho vào đây 150g nước mắm 35 độ đạm. Tiếp tục các bạn cho vào đây 50g tương ớt Hàn Quốc. Rồi đây là ớt bột Hàn Quốc là 20g. Rồi các bạn cho vào đây 100ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ cho nước lọc 100ml nước lọc vào đây để mình tráng luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bật bếp lên. Rồi lúc này nước sốt đã bắt đầu sôi. Mình để mức lửa lớn vừa các bạn. Nước sốt sôi thì các bạn chỉnh về mức lửa trung bình. Rồi mình tiếp tục mình nấu ha. Các bạn sẽ nấu cho đến khi mình thấy hỗn hợp nước sốt sánh lại nha các bạn. Màu nước sốt rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi khi nước sốt đã rút xuống được một nửa, mình cũng chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 8g tiêu xanh. Rồi mình tiếp tục mình nấu nước sốt sánh hơn một chút nữa nha các bạn. Thường thường thì mình sẽ nấu nước sốt cho đến khi nó rút khoảng là còn lại là khoảng là 1/3 so với cái lượng nước sốt ban đầu. Rồi lúc này mình sẽ kiểm tra xem là nước sốt của mình đã sánh được chưa nha các bạn. Đây nước sốt sánh lại như thế này là được rồi nha các bạn, lúc còn nóng như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Các bạn tắt bếp và chờ cho hỗn hợp nước sốt của mình nguội bớt thì mình mới cho nước cốt tắc vào. Trong quá trình mà các bạn nấu sốt thì các bạn nhớ là dùng muỗng các bạn khuấy liên tục nha, để tránh cho nước sốt của mình bị cháy khét ha. Màu rất là đẹp luôn các bạn ơi. Khi nguội lại thì nước sốt nó sẽ đặc hơn nữa đó các bạn. Và hỗn hợp nước sốt của mình biết là có đặc hay không thì khi các bạn nếm thử các bạn sẽ thấy là có cái vị ngọt ngọt, mặn mặn và cay cay, cũng như là rất là thơm nồng do là mình có cho tiêu xanh vào. Rất là đặc biệt luôn đó các bạn. Bây giờ mình chờ cho nước sốt nguội thì mình sẽ cho hỗn hợp nước tắc vào nha. Trong thời gian chờ nước sốt nguội thì mình sẽ đi vớt chân gà mình đã ngâm trong nước đá lạnh để cho thật là ráo nước. Lúc này nước sốt đã nguội bớt hả các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt tắc vào. 50ml nước cốt tắc. Bây giờ các bạn sẽ khuấy đều lại một lần nữa. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hỗn hợp nước sốt Thái để mình trộn chân gà. Mình trộn nước sốt mà mình ướt nước miếng luôn các bạn. Do cái nước cốt tắc á, nó chua chua mà rất là thơm luôn. Lý do là mình phải cho nước cốt tắc vào cuối cùng để tránh cho cái món ăn của mình, cái nước sốt của mình nó bị đắng đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi trộn chân gà ha các bạn. Mình cho xoài vào nè. Đây là xoài miên á các bạn, hay dưới quê mình cũng có thể gọi là xoài Thái đó. Nó ngọt chứ nó không có chua nha. Cho nên nó là hôm nay mình làm cái nước sốt, mình cho cái lượng nước cốt tắc là 50ml. Trường hợp mà xoài của các bạn chua hoặc là các bạn kết hợp với cốc non, cốc chua thì các bạn nhớ là mình sẽ gia giảm lại cái độ chua của nước cốt tắc nha. Hoặc là các bạn sẽ tăng thêm cái lượng đường, tăng thêm cái độ ngọt để cho cái nước sốt mình nó cân bằng lại và phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn. Rồi đây là xoài ngọt ha các bạn. Ăn nó giòn giòn mà nó giống như là khoai lang vậy đó các bạn.
Rồi mình cho sả, ớt và tắc vào luôn. Đến đây, đến bước này là mình thấy đã rất là hấp dẫn đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nước sốt vào. Wow, quá hấp dẫn các bạn ơi. Các bạn cho từ từ vào rồi các bạn trộn nha. Có ai là đang là fan cuồng của món chân gà rút xương sốt Thái hay không? Các bạn vào điểm danh nha. Rồi bây giờ chúng ta mang bao tay vào, các bạn sẽ trộn đều hết tất cả những cái nguyên liệu này. Màu sắc rất là đẹp luôn. Chân gà rút xương kết hợp với nước sốt thần thánh cũng như là xoài, xoài giòn, ngọt, không quá chua. Thêm nước cốt tắc nè, cũng như là tắc mình thái lát. Rất là thơm. Cái vị cay cay của ớt, của sả. Đó. Xuất sắc ha. Món này mà có thêm vài lon bia nữa là hết sảy con bà bảy luôn. Mỗi lần mình làm món này là nhà mình rất là thích luôn các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào keo hũ. Các bạn bảo quản ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ chờ cho chân gà thấm nước sốt trong khoảng thời gian ít nhất là 4 tiếng đồng hồ và nhiều nhất là 8 tiếng đồng hồ nha các bạn. Mà mình để trong ngăn mát thì nó sẽ giòn hơn, sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho chân gà vào trong keo hũ thủy tinh đó, hoặc là cho vào một cái thố thủy tinh thế này. Rồi các bạn bọc thực phẩm lại, các bạn đậy kín lại, các bạn cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Và mình sẽ chờ cho chân gà ngấm nước sốt, ngấm gia vị trong khoảng thời gian ít nhất là 2 tiếng đồng hồ là mình đã có thể ăn được rồi đó các bạn, với công thức nước sốt này nha. Còn nếu mà các bạn muốn cho thấm gia vị nhiều hơn nữa thì các bạn để nhiều nhất là 4 tiếng đồng hồ là mình đã có thể ăn ngon rồi. Rất là hấp dẫn luôn á các bạn. Rồi như vậy là sau khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ, bây giờ chân gà của mình cũng đã thấm nước sốt. Bây giờ thì mình đã cho ra đĩa và thưởng thức nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình thưởng thức thành phẩm của mình ngày hôm nay, đó là món chân gà rút xương sốt Thái. Mời các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ thử một miếng xoài. Đây, ở phía trên miếng xoài này có một ít tiêu xanh nữa nè các bạn. Xoài này thì không chua nha các bạn, giòn giòn. Xoài thì nó ngọt, giòn. Khi mà thấm cái nước sốt này các bạn, rất là vừa luôn. Cắn trúng cái miếng tiêu xanh các bạn, trời nó cay. Hít hà luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món chân gà rút xương. Chân gà rút xương nha các bạn. Đó. Ăn món này chắc là rất là hao luôn các bạn. Sẽ rất là nhanh nha. Ngon. Ngon nhức nách luôn các bạn ơi. Mới 2 tiếng đồng hồ mà đã thấm rồi đó các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức chân gà rút xương sốt Thái kết hợp với xoài. Rất là ngon và đẹp mắt như thế này, cũng như là công thức này mình nghĩ là ai ai cũng có thể làm được để dành cho những người thân yêu và bạn bè của mình thưởng thức. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay, yêu thích món chân gà rút xương sốt Thái này, thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là hãy chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một món thật là ngon như thế này nha. Các bạn có thể là làm món này
để dành cho bạn bè của mình khi đến chơi, có một buổi tiệc nho nhỏ trong gia đình hoặc là làm cho ông xã của mình nhâm nhi với bạn bè cũng rất là phù hợp. Một lần nữa mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Đừng quên comment cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi áp dụng công thức này cũng như là món ăn này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye!